con đến nơi đô thành, ôm mong ước lành đi tìm kiếm tương lai, bỏ lại mẹ cha đàn em con thơ dại. Mong có một ngày con trẻ được thành danh, bằng giọt mồ hôi con làm thuê tất cả, từ bán nhà hàng phục vụ quán cà phê, rồi làm công nhân bao nhiêu là vất vả, muốn về thăm nhà mà sợ họ hàng khinh chê. Thương lắm ai ơi, đời công nhân bao thăng trầm vất vả, bữa cháo bữa rau ngày đây mai đó làm lụng quanh năm, cực khổ gian lao mà chẳng thấy no lòng. Nhớ lắm mẹ cha ơi, nhưng con chẳng dám quay về, vì mỗi khi về quê lòng con đau nhói, khi cha mẹ già vất vả gian truân, ở chốn quê người chìm nỗi đắng cay, thương cha nhớ mẹ cùng đàn em thơ dài. Nơi xưa người nào có dễ chi đâu, cha mẹ thương con cả một đời mà con chưa tra. Không dám than phiền, mỗi bữa cơm chẳng đáng mấy đồng tiền, đêm sương xuống đôi vai ướt lạnh, nước mắt tuôn trào vì hoàn cảnh khó khăn. Dẫu cuộc đời con cũng cố gắng vươn lên, nhưng làm sao để thoát qua nghịch cảnh, con hứa sẽ không đầu hàng xối phận, cha mẹ hãy yên lòng con sẽ thành danh. Có hiểu không nơi này đầy giông bão, con đã âm thầm nuốt nước mắt vào tim. Mẹ ơi cha ơi, đời công nhân khổ lắm, nơi đất khách quê người nào được như mình mơ. Cuộc đời công nhân bao nhiêu là trắc trở, khi thì gói mì, khi nước lã chan cơm. Nghĩ tới tương lai mà lòng nghe chua xót, cũng bởi phần nghèo đành chấp nhận xa quê. Nước mắt con rơi giữa đêm trường vắng lạnh, ai thấu nổi lòng con hiu quạnh chốn quê người.
tâm mong ngày mai cuộc đời ấm no bên mẹ cha vui cùng các em. Mãi mãi bên con một tình yêu cao cả hai tiếng gia đình con ghi khắc trong tim. Hello mọi người đã vừa nghe xong ca khúc Nước mắt công nhân Tân Cổ và như mọi người đã biết là anh Lương Minh Đạt là tổng giám đốc của một công ty mỹ phẩm. Anh có niềm đam mê âm nhạc rất là mãnh liệt thì cho phép em được hỏi anh là động lực nào, như anh nói là anh không biết hát cổ cho nên là em muốn hỏi anh là động lực nào anh đã viết được ca khúc ca cổ hay và chạm tới hàng triệu trái tim như thế này. Anh chào Xuân Hòa, chào tất cả bà con khán giả. Thì thật ra thì anh Đạt viết bài Nước mắt công nhân là một bài nhạc và nói chung là cũng là một cái nỗi niềm của bao nhiêu người công nhân và cũng là chính là bản thân của anh. Cho nên là với một cái sự cố gắng vươn lên thì cũng giống như bao nhiêu người anh em công nhân đang khó khăn thì anh cố gắng để anh viết hoàn thành một cái bài vọng cổ Nước mắt công nhân để gửi đến cho tất cả khán giả cũng như là những anh em công nhân, những cô, những bác đang làm ăn xa, đang gặp trong hoàn cảnh khó khăn. Và thêm một lần nữa thì anh cảm ơn Xuân Hòa đã trình bày các ca khúc Nước mắt công nhân vọng cổ của anh Đạt viết. Và cũng xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã yêu thương Lương Minh Đạt trong suốt thời gian qua và luôn luôn ủng hộ kem sạch của Lương Minh Đạt. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.